mà cái lúc đó là bắt đầu là đi tới cái tình trạng là chán đời rồi, không muốn làm gì luôn rồi, mà làm không nổi nữa, là tại vì công việc nó quá trời mệt luôn. Tôi đi tới lớp này học á, là ở nhà tôi coi trên mạng, thì cái đầu tiên á là tôi kêu ông bạn nó gửi qua cho tôi cặp đá. Thì cái cặp đá kỳ diệu gửi qua cho Mỹ đó. Hay quá. Nó cứu tôi cái lúc mà tôi đang stress kinh dị lắm. Tức là công việc rồi làm cực khổ quá rồi đến stress đó. Thì tôi chừa ngay cái lúc đó. Rồi sau đó tôi coi về cái vụ nhịn ăn. Tôi chưa có làm gì hết. Tôi chỉ nhịn ăn thôi mà nó, cái kết quả nó cũng rất là tốt. Cái kết quả nó cũng không có phải là cần phải tích cực. Mình yên tâm rồi chứ mình cứ sợ đó. Học được hôm nay rồi, học được hôm nay rồi mà con sợ. Rồi bây giờ lúc đó là anh trường ghê. Chị, buổi sáng chị không dùng thuốc tiểu đường nha. Không dùng cái gì hết. Xong 12 giờ. Tới trưa chị mới uống thuốc xong rồi tôi ăn như cô 100%. Xong tiểu đường nha. Dạ. À, bây giờ rất là rôm rả. Bây giờ anh cho biết là cái hiệu quả tốt với sức khỏe của anh thấy những gì tốt ạ? À, cái đầu tiên đó là mình stress, mình mất ngủ. Thì cái trường đá đó làm cho mình ngủ được. Mà cái lúc đó là bắt đầu là đi tới cái tình trạng là chán đời rồi, không muốn làm gì luôn rồi. Mà làm không nổi nữa, là tại vì công việc nó quá trời mệt luôn. Nhờ trường mà lại là phục hồi sức mà đi làm được. Nhờ trường mà sau đó lại nhờ nhịn ăn nữa mới lại có sức đó. Chứ còn không có cái vụ nhịn ăn đó là không biết sao, nhưng mà hai cái đó tôi đi phối hợp với nhau thì tôi thấy cái kết quả rất tốt. Tức là tinh thần lạc quan yêu đời hẳn lên. Nên là quyết định mua vé máy bay từ Mỹ về tận Việt Nam để học. Đó, đại khái là vậy. Rồi, chúc mừng ạ. Tức là mình cảm thấy mình khỏe hơn, có năng lượng hơn đúng không ạ? Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá trường gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-688.